Thì cái lần này nè, khi mà nó nổi lần thứ tư mà nó nổi lửa ở ngay ở thành phố Hồ Chí Minh, thì mình thấy là hay thật, ghê thiệt chứ không phải không, là dân tình sáo động á. Nhưng có cái thế này nè, tôi nghĩ đó là đây tất cả mọi người mình được qua cơn dịch bệnh hết rồi, tất những chuyện này mình nhìn thấy, anh nhìn thấy Việt Nam, bây giờ, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, thì mình đã nhìn thấy ở San Diego, mình nhìn thấy ở New York, mình nhìn thấy từ tháng 4 năm 2020 cho đến bây giờ. Tức là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm rồi đó anh, mười mấy tháng, một năm rưỡi. Thì khi mà dịch bệnh nó đến thì vấn đề xã hội nó sẽ nổi lên. Thì tôi không có ngạc nhiên khi mà tôi nghe anh nói là một số người sắp hàng rồi nghe nói cho anh là họ chích ngừa, chích thuốc tàu chứ Trung Quốc thì họ bỏ về. Mình không có ngạc nhiên đâu, tại vì mình có chọn lựa. Không, mình đợi cái chuyện này đó là mình đã nghe ngay tức Mỹ, là khi mà nó bắt đầu nó mình có cái gì mình chích cái đó. Cái có ông kia, ông Việt Nam, không 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 không, tôi không có chích cái thuốc đó đâu, tôi chích cái thuốc khác. Mà mình có biết cái thuốc nào nó là cái thuốc mẹ đâu, thằng Đúng Moderna, mấy thằng Pfizer, mấy thằng rồi. thằng nào nó nói sao mình biết vậy, chứ mình biết quỷ gì ấy. Đúng rồi. Chuyện là San Diego của tôi nè, đến khi mà tôi má có những người là thôi mình không dám chích cái thuốc đó, mình chích cái thuốc khác đó. Tôi ngồi tôi nói đúng cha này trai thật, má mình ở đây là từ đầu mùa đến giờ mình không biết thằng nào đang nào mà nó ngồi đi nó phát lên cái nó này này, nó tốt hơn này, nó an toàn hơn này, công nhận nó sắp thiệt Thì là bởi vậy đó. thì khổ nổi. Thì mà tôi có một cái thắc mắc này nè, anh Phượng nói một cách khác là cái tâm lý của người dân Việt Nam mình là cái gì của Trung Quốc cũng chê, Đó. nói chung là vậy. Đúng rồi. Đó là cái não. Ê, nhưng mà có cái này nó ngộ lắm nè, có cái này nó ngộ nè. Anh biết cái iPhone không? Cái đồ mà nó sản xuất tại Trung Quốc mà đồ thằng nào lại cắm đầu vô là sao? Nói chung là tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ để mình thương anh thế này, này. Thề đến cho hỏi ông trả lời tôi cái đó coi. Để tôi nói nghe là trong cái năm vừa rồi đó, trong 2 năm vừa rồi đó, Trung Quốc không à, họ đăng ký 210.000 cái bản quyền về artificial intelligence, tức là họ kiến tạo Ông phát về phát phát minh đó. phát minh, 240.000, 210.000 phát minh của họ về artificial intelligence. Còn bây giờ đó, trong cái đó, trong thời gian đó, kể cả châu Âu với kể cả Mỹ, hẳn thôi. Tôi cảm biết là cả một cái châu, cả một cái Trung Quốc bây giờ đó, về artificial intelligence thì nó cân cả đủ Nó cần châu cả Âu, 3/4 thế giới luôn. châu Âu và châu Mỹ và nước Mỹ đây. Tôi biết cái Cứ đó. nghĩ như vậy là họ rất là giỏi nhá. Thì như thế Giỏi. này nè, thì cái chuyện mà mỗi người hiểu về cái văn minh, về cái xã hội một kiểu anh. Nhưng mà tôi nhìn thấy Việt Nam bây giờ đó, mà họ chích nhiều thuốc ngừa như vậy đó, thì mình rất là mừng anh. Mừng rồi. Nói chung là chưa được. Mà thưa anh, là cách đây khoảng chừng hơn tháng nữa thì mình đọc tin tức cái đây, thì mình thấy ông Phạm Nhật Vượng, cái ông mới nhập về Việt Nam, ông giao dịch với Ấn Độ đó. Việt Nam Ấn Độ là bồ lắm anh, Việt Nam Ấn Độ mà trong cái chuyện thuốc sái này là mình rất là bồ với Ấn Độ. Ấn Độ họ rất giỏi về cái chuyện thuốc thuốc sái. Thì ông Phạm Nhật Vượng ông nhập về 500.000 liều thuốc Remdesivir. Cái thuốc Remdesivir là nó không có làm cái gì cả, nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là nó chữa cái con Covid này thôi này. Cái thuốc đó là cái thuốc mà ông Trump ấy, thì khi mà ông bị ông uống vô mà ông chỉ nằm nhà thương có 3 ngày thôi đấy. Mà ông Trump là cái ông rất lậu, ông xuống người ta uống thuốc Thú gì, thuốc Glitch, thuốc kỹ Kinning. năng Ông đó là ông ẩu lắm, ông uống uống thuốc Kinning rồi uống thuốc thuốc gì, thuốc giặt quần áo ấy. tẩy, Ông thuốc tẩy thuốc tẩy thuốc tẩy hết. ghê lắm. Mà khi mà Trong cái thuốc ông khi mà ông bị ấy, người ta đâu ông đòi uống có lá Kinning, ai dám cho ông uống đồ không sức mấy đúng ông dám uống, ông nói thôi ông ông nói vậy. làm được. Cuối cùng là ông uống Remdesivir thôi, ông nằm trong nhà thương có 3 ngày thôi đó. Thì hiện tại bây giờ Việt Nam mình và bây giờ mình về một một một, một lượt Remdesivir là cái thằng đặc trị để đánh Covid mà ok. Nó nhanh vậy nhưng mà nó khổ nổi cái điều này, mấy ai ở trong Việt Nam hiểu được cái điều đó, nó khổ vậy không ai hiểu mà nói như thánh luôn rồi khổ vậy. Tôi ở đây hồi bắt đầu tôi đi chích tháng 2,
cái ông đó, ông bệnh thân lắm ạ. Không không không, tôi không chích cái thuốc đó, tôi phải đợi cái thằng này nó ra. Thằng cha nội nội này nó ông nói mà tại sao ông giỏi vậy? Nó là không, mình tại vì thường thường khi mà ta có chọn lựa đây thì người ta sẽ chọn lựa. Khi người ta có chọn lựa thì bao giờ cũng chê ẩm chê eo chê, khi nào người ta chê mà thì đúng nó, tại vì bây giờ Việt thứ anh rất đến nhiều từ đủ mọi mặt nơi, đủ mọi nơi. đến đủ mọi từ mọi nơi. Trung Hoa, Trung Quốc họ chỉ dùng có một hai loại thôi, là Verocell với lại của Sinopharm, họ dùng hai loại thôi nhé. Mỹ họ dùng có ba loại thôi, là Moderna, Pfizer and Pfizer. J&J. Mỹ dùng có Gần ba gần loại thôi, ừ. hai loại. Việt Nam bây giờ thế là họ dùng thêm của Cuba này, họ dùng thêm của AstraZeneca này, của Anh Lê này, họ dùng thêm của Nga Sô này, họ dùng rất nhiều, họ dùng của Đức nữa anh, họ dùng bao nhiêu, 9, 10, 10, 10 điều. Rồi trong đó họ có thể dùng thêm cái nano COVAX của mình là 10 Nano người. của Không có cái người nào mà họ dùng vaccine, họ thử nghiệm vaccine nhiều như Việt Nam thưa anh. Tôi bảo đảm anh cái chuyện đó. Nếu mà Việt Nam mình nói là chống dịch, à, thế là bây giờ mới hiểu được cái câu của anh nói trong cái kia mà tôi post lên, có nghĩa là có nhiều đứa này hiểu lầm, nó nói Việt Nam là nơi thử nghiệm vaccine, nhưng mà không phải. Cái điều này có nghĩa là trong thời chiến tất cả những vũ khí quân dụng mà còn xài được bất cứ ở nước nào, họ đều trưng dụng tất cả. Thì ngay bây giờ chống dịch giống như chống giặc chúng thì cũng lấy cũng y chang như vậy, có nghĩa là trên toàn thế giới bất cứ một cái vaccine nào mà nó có tính cách hệ miễn dịch cho người dân là Việt Nam lấy xài, với điều kiện là Việt Nam coi cái nào tốt nhất là xài. Đấy, thì ý của anh là vậy. À, nhưng mà có một cái cháu thì nó nghĩ là mà mình xuyên tạc, mình nói người dân Việt Nam mình là đủ cái là có giống như con chuột bạch đấy thì là sai. Không phải vậy, đính chính vậy lại. Ok rồi, ok anh tiếp tục đi. cả những thuốc mình dùng rồi, mình dùng bây giờ, tất cả những người khác họ đều đã dùng và đã trải qua. Và được thế giới công nhận. Mình không có phải là cái người đầu tiên. Đúng rồi. Mình Việt Nam mới là cái nơi cuối cùng để thử nghiệm tất cả những gì đang có hiện tại ở đây bây giờ trên thế giới để đối phó với con vi trùng này, con vi khuẩn này. Việt Nam là cái bãi chiến trường. Nên nếu mà mình nói chống dịch thì chống giặc thì Việt Nam là cái nơi thử nghiệm và tìm ra sẽ phán quyết lời cuối cùng cách chống dịch, cách tiêu diệt Covid như thế nào. Tại vì thế là giặc mà, nó đâu có tấn công mình đâu, nó tấn công đủ mọi nơi thưa anh à. Nó tấn công từ Trung Quốc này, nó qua đến ngay Anh Lê, Nga Sô, Mỹ, châu Mỹ Latin, Úc Châu anh, Tân Tây Lan. Tất cả hầu như là trên thế toàn bộ. Nó đến bằng cái gì anh? Hồi sáng nay tôi ngồi tôi hỏi nó đến bằng cái gì? Con vi khuẩn mà anh. Nó nhỏ thì nó nhỏ thật, nhưng mà nó phải có người, phải có cái phương tiện để nó di chuyển theo chứ. Nó đâu có chuyển theo gió được anh. Phải có nguồn lây lan do người, nó hẳn Nó vậy. phải đi theo người. Mà thưa anh bây giờ đó, cái dịch bây giờ đó là nó đi theo người, là nó theo cái đường nào anh? Nó đi theo đường hàng không. Tại vì cái mực, cái mạng lưới giao thông hàng không của thế giới bây giờ đó rất là mạnh. Đúng rồi. Mạnh nhất, mạnh hơn đường bộ, mạnh hơn đường biển và đường thủy. Từ quốc gia này đến quốc gia khác, họ không đi bằng thuyền nữa, họ không đi bằng tàu nữa, mà họ đi vượt biên giới bằng máy bay. Và mạng vé máy bay và cái mạng lưới không gian nó là rất là mạnh. Vâng, đúng vậy. Mạnh nhất, thành thử nó mới lây đến mức độ như vậy. Nó Khi lẹ, nó công mà nhận nó lẹ quá. Cái biến thể mới này nó lẹ quá, cái công nhận nó lẹ quá. Cái Covid thì nó còn chậm, nhưng cái thằng này nó quá lẹ. Và nhiều khi mình cũng không hiểu là lý do, tại vì ở châu Âu và châu Mỹ giống như nước Mỹ mình đang ở, và ở Việt Nam nó cách xa nửa vòng trái đất, nhưng mà cái ngày hôm trước và ở Mỹ bị thì Việt Nam đã đụng mới đứng đội đã có rồi. anh à, cái người ở ngoại quốc về Việt Nam á, người về nhất là thưa anh đã biết ai Những người chuyên gia hoặc là không? Việt kiều hả? Người Việt Kiều, người Việt Kiều về Việt Nam nhiều nhất là anh biết thưa anh từ đâu ra? Mỹ. Người Mỹ. Kế mà lâu nhất là người Mỹ, và kế đến là người Anh Lê.
người Ấn Độ họ về cũng vậy thôi, không bao nhiêu. Người Trung Quốc họ về không có bao nhiêu. Thì chỗ nào mà đông dân cư trên thế giới, người Việt cộng đồng thì họ về nhiều. Thứ nhất là Mỹ, thứ hai nữa là Canada, thứ ba đó vậy đó. Mà bây giờ những nước khác mình không ở, mình không biết, nhưng mà anh biết mình ở đất Mỹ thì mình có quyền nói về đất Mỹ. Đất Mỹ này người ta để lây nhiễm tự do. Khủng khiếp. Bữa nay nó có một nguồn tin thì đã 1 triệu người bị lây nhiễm rồi, và có 60.000 người hay là 6.000 người gì đó mà nó nằm ngoài hành lang bệnh viện, không được vô bệnh viện luôn, có nghĩa là nó không còn toan, nó không còn có chỗ chứa nữa, nó nằm ở ngoài bệnh viện. Chuyện là thế này này thưa anh, chuyện là nước Mỹ mà người ta để cho lây nhiễm nhiều quá như vậy, thì trong cái nước Mỹ mà khi nó lây nhiễm nhiều thì nó có lây nhiễm qua mấy ông Việt Việt người Việt Nam, Việt Đương nhiên Kiều, rồi, đương những đứa nhiên. học sinh, những ông du sinh, những người đi du lịch, thì nó về đó thì Việt Nam mình diệt được chứ anh. Nhưng mà nó có tiềm ẩn nó đó anh à, nó lớn lên rồi nó đẻ con ra, có con vi khuẩn mạnh nó đâu, thì nó có lớn lên ở đó rồi nó đẻ, nó phải sinh sinh sản chứ. Con mình nó sinh ra nó đâu giống mình đâu anh, cái biến thể là nó cũng vậy thôi. Mình sinh con mình ra nó đâu có giống mình, nó giống chút chút chút, nó giống cái này kia chút. Thành thử ra là thực sự ra đó là khi mà cái dịch nó nổi lên lần thứ tư đây, mà nó nổi lên là ngay thành phố Hồ Chí Minh, thì mình biết là như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là, nhưng mà tại vì nó làm lớn lên như vậy nên thực ra bây giờ tất cả mọi nơi họ đều gửi vaccine về Việt Nam. Cuba họ cũng gửi chuyên viên đến, tất cả mọi người đều gửi tới. Có Mỹ thì Thì họ gửi thuốc đấy. mình nói với anh cái điều này, có nghĩa là ngay tại thời điểm bây giờ thì một cái ông mà gọi là Võ Đức Đam thì ông đã nói là Việt Nam mình hiện giờ là không thiếu thuốc, không thiếu thuốc, Ok. nhưng mà chỉ có cái điều là người dân chịu chích và là chích liên tục, là chích nó là vừa chống dịch mà vừa chích đó, nó hơi Đúng nguy rồi. hiểm rồi đó, và rất là nhiều. Mà nó có cái hay cái là anh, bây giờ họ chích mà họ chích nó có cái xe chích lưu động nữa, Ok, hiểu, có mình có nghĩa thấy là anh nói. có cái đó thì rất là hay. Thì hy vọng là khoảng chừng mình đọc báo thì mình thấy là hiện giờ cái số người chết ở Việt Nam đang tăng lên là bởi bởi vì họ đã nhiễm trước rồi, bởi vì bị nặng thì đó, nhưng mà cái số lây nhiễm thì nó đang giảm dần, Đúng rồi, đúng nó giảm dần, cái vì đó rồi. ra mình rất là mừng, nói thẳng là vậy. Đúng. Mình chỉ phiền, mình sáng nay mình chỉ có buồn buồn là có chỗ là một số người dân họ không có hiểu, Chị và họ chỉ mình đã nói, anh đã nói rồi, hết rồi, ở Việt Nam là hầu như tất cả các loại vaccine trên thế giới đều có mặt ở Việt Nam cả. Yes. Một là viện trợ, hai là mua, đủ thứ loại thuốc Biếu, á, đúng. biếu luôn. Thì cái nào về trước chích trước, cái nào về sau chích sau, bởi vì cái công dụng đó nó như nhau chứ nó chẳng có cái gì cả. Và một cái gì nữa mà tôi đã coi trên cái diễn đàn quốc tế là nhà Liên Hiệp Quốc hoặc là những cái WHO á, là tổ chức y tế thế giới, thì cái vaccine Trung Quốc á nó đã chích 1 tỷ mấy người rồi, chứ đâu Anh phải chích à, bây giờ. Mà rất là an toàn đó. nên là bây giờ câu chuyện nó xảy ra gần 2 năm rồi thì mình mới dám nói. Tôi nghĩ là cái vaccine Trung Quốc là cái vaccine tốt nhất của thế giới. Tôi Tại cũng vì nghĩ vậy, tôi cũng nghĩ vậy, từ cái lúc mà Vũ Hán từ tôi lúc hiểu rồi Vũ Hán mà họ đó. chích đến bây giờ đó, mà mình thấy cái con số, mình biết là cái người Trung Quốc đó, mà mình nhìn con số mà nó lại vậy mà mình xuất hiện đó, là coi như là nó kiểm soát được, coi như là hoàn toàn, coi như là họ kiểm soát được hoàn toàn. Và như vậy điều đó có nghĩa là thế nào, mình nó còn cần thời gian anh, nhưng mà để mình coi qua cái cơn thứ tư này chuyện gì nó xảy ra cho dân Trung Quốc. Nếu mà người dân Trung Quốc không bị dịch lần thứ tư nữa, như là người Hoa Kỳ, hay là như là người Pháp, hay là như là người Úc, hay là như là người Đức, và hay là như người Việt Nam, thì vaccine Trung Quốc là tốt nhất thế giới. Theo tôi nghĩ thì cũng đúng, là bởi vì tôi nói anh nghe nè, ở Mỹ này cái vaccine của Mỹ nó đã làm thiệt mạng nhiều vài chục người rồi, có nghĩa là khi chích vào bị phản ứng phụ chắc rồi. Nhưng 1 tỷ dân của Trung Quốc chích chưa thấy một cái gì cả Lại đó. Mình không phải đấy. là, ý tôi nói tôi ghét Trung Quốc, anh cũng vậy thôi, đã là người Việt Nam thì không ai thích Trung Quốc cả, nhưng mình phải chấp nhận, mình phải hiểu được cái điều là cái nào tốt thì nói tốt, cái nào xấu không, mình không chơi với nó theo kiểu khác, nhưng mà mình phải hiểu là cái nào nó đúng thì mà nói là nó đúng. Thì bởi vì không ai giải thích cho dân mình chết cả, mà nó đã chích tới 1 tỷ liều rồi, chứ không phải chích một hai người, thì Đây này chú mình anh ra này, mình so sánh, bởi vì ở đây ai cũng vậy cả,
vaccine Trung Quốc, vaccine của Anh, vaccine của Đức, vaccine của Mỹ, nói chung là hầm bà đằng sáng cấu ở Việt Nam có đầy đủ cả. Và tôi mình chỉ nói cái điều này là có những người dân mình họ bị một cái gì đó gọi là họ nghe những cái lời mà sốc nổi của cái đám chống Việt Nam mình đó, họ bài xích à, thì nó chỉ là vì cho đó họ mà có cái gọi là không có thích Trung Quốc, lại không thuốc gì Quốc. Nhưng mà nó có thắc mắc chỗ này nè, đủ vaccine Trung Quốc thì chê, mà cai mua của Trung Quốc thì đủ mà lại đào hào nhào 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 vô mua là sao cái gì mình chưa đành. Mình hôm qua mình đi chơi, mình gặp có món đồ chơi của một thằng Mỹ trắng nó chơi, mình thấy rất hay. Mình ra mình hỏi nó chịu nó hồi nó giải nghĩa cho tôi đủ thứ. Cái tôi hỏi cái câu cuối cùng tôi hỏi, cái này là ông lấy từ đâu, ông mua từ đâu ra? Nói là bây giờ không, tất cả mọi thứ này từ nãy giờ tôi nói với ông 15 phút đồng hồ là toàn từ China. Họ có đầy đủ technology và họ có đầy đủ cơ sở họ làm cho tôi. Đến khi mà tôi nói chuyện với cái thằng đó, không phải cái thằng cha đó, về cái món đồ đang cầm trong tay thì tôi mới biết cái người technology, cái kỹ thuật của người Hoa Kỳ là của người Trung Quốc bây giờ là coi như là đến bây giờ đó, tôi nghĩ là coi như là nhất thế giới rồi đó. Nhất thế giới rồi chứ không phải không? Ừ. Tại vì mình không có chuyên sâu, mình không có tra cứu thì là mình ở thực chất đó, nghe nói là cái sự mà nó đã lên phi thuyền nó lên tới sao quả đâu. Đâu phải đơn giản chuyện gì đâu. Khổ vậy. Thành thử ra là đấy, bây giờ nói chuyện về cái vaccine của Trung Quốc đó, thì mình nghĩ là đến giờ này, ngày mai, ngày mốt, hay là một năm sau, hay là nửa năm sau, hay là một năm sau, câu chuyện nó ngang cũng thế nào mà mình không biết. Nhưng mà đến giờ này là với mình nhìn này, vaccine Trung Quốc là an toàn nhất và hiệu quả nhất đến giờ này. Đúng đấy này, bởi vì các diễn đàn của thế giới nói chung là ở Hiệp hội Y tế Thế giới là WHO, gọi là WHO, họ đã chứng nhận là cái vaccine Trung Quốc đã tốt mà, đâu phải là mình nói suông đâu. Nhưng mà chỉ có một số người kỳ cục vậy thôi, mà chắc vậy. Rõ ràng cái đợt thứ tư này khi nào nó bùng lên là bên nó bùng lên là ở Trung Quốc họ nói họ bị nhiễm mấy chục người đó. Ồ, bên này nó la làng lên, nó là Trung Quốc đang bị khủng hoảng, nó bị có mấy chục người thôi. Tại vì từ chỗ không có người nào đến bị mấy chục người là to chuyện, nhưng mà từ chỗ mà bị mấy triệu, mấy chục triệu người, bây giờ nó xuống thành bị có 100 triệu người, 100 ngàn người một ngày thôi thì coi như không có chuyện gì cả. Đang improve mà. Thành thử ra là mình nhìn những cái mẫu, những cái con số cuối cùng đến cho đến giờ này thì Trung Quốc, vaccine của Trung Quốc là coi như là an toàn nhất và hiệu quả nhất. Tại vì đến giờ này cái dịch thứ tư này là người Trung Quốc bây giờ họ vẫn chưa có cái gì cả, họ chỉ bị có mấy chục người theo những report mình nhìn thấy. Đấy. Nói một cách cho nó chính xác, có nghĩa là từ cái ngày có dịch tới bây giờ đó, nói gì thì nói, Trung Quốc vẫn chết ít hơn là Mỹ. Vẫn tất chết, cả mọi chết, người tất cả ít chết ít hơn là của thằng Ấn Độ, chết ít hơn của thằng Indo, nói chung là rất ít hơn, mà ai cũng nghi ngờ nó phát tán virus nó khổ vậy đó. Anh thấy rõ ràng thì ở đây là mình không phải là mình nói, nhưng mà mình đọc tin tức của các hiệp hội thế giới, các những cái đất nước, rồi những tổ chức y tế thế giới WHO đã chứng nhận và đã xác nhận cái điều đó là đúng, thì mình thấy rõ ràng thôi. Thì bởi vì tôi mới nói khổ cái là mình không biết nói gì sao, nhưng mà mình nói là người dân mình không biết. Rất là nhiều like tôi cũng đã nói rồi, có nghĩa là người dân mình bất kể virus nào, cái vaccine nào, về trước là chích trước, về sau là chích sau, đừng có gại là bởi anh đỡ không có nghĩa là anh không bị. 100% đúng rồi, không có cái gì mà 100% cả. Nhưng mà bây giờ nó không nghe lời chúng mình anh ơi, nó mang già đầu bạc mình, nó không nghe con nói ba xạo, bây giờ toàn là con chuyên gia không có lời nghe. Bởi vậy đây nè, tất bây giờ mình nói chuyện thuốc nha. Tất cả các thứ thuốc gì mà về Việt Nam mà để dùng mà được nhập cảng thì đều qua sự chuẩn nghe của Bộ Y tế. Họ rất là cẩn thận. Thuốc mà để mình đưa với anh thế này nè, vaccine cũng vậy nè. Vaccine là những cái vũ khí mà tối mật. Những hiện tại bây giờ vaccine của Mỹ, bây giờ mình ở Mỹ mình chỉ nói Mỹ. Hiện tại bây giờ vaccine của Mỹ nè, ba hãng nhá, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, tất cả những cái thuốc họ dùng ra đó, họ sản xuất ra mà họ dùng không hết đây, họ phá đi chứ, họ cho ai thì cho, họ biếu ai thì biếu, nhưng mà họ không có được bán cho tư nhân, không có bất cứ một cái thằng nào tư nhân là được mua cả của họ cả, bảo mật, bảo mật đấy,
nó thuộc dạng coi như là quốc phòng rồi. Yes. Ông muốn mua, ông muốn, tức là thôi mà mình không cho bao Mỹ giờ mình... bán những cái công thức đó, nói cho rõ ràng. Tôi anh có thể mua một cái chai, anh có thể mua để anh chích, nhưng mà công thức là không bao giờ bán. Nó là nói cho rõ ràng vậy. Họ bảo vệ cái họ bảo vệ cái nguồn cung cấp của họ rất là triệt để nhá. Họ không dùng nữa thì có thể họ phá thì họ đốt đi, họ vứt đi, nhưng mà họ không có cho tư nhân đâu, đừng có nói là mình. Thì bây giờ thế này, nhưng mà căn bản thế này anh này, mình thấy đó là hôm qua mình coi những cái sơ cái biểu đồ đấy, thì mình thấy là như là hiện tại bây giờ thành phố Hồ Chí Minh mình là bây giờ là bắt đầu là nó đến cái đỉnh rồi đó, nó đến cái đỉnh là ngày 27 tháng 7 đấy. Thì bây giờ nó xuống thì biết cái trò đi xuống, mà nó lên thì nó lên rất là lẹ, nhưng mà khi mà đi xuống này nó cứ nhừ nhừ, nó cù nhầy đấy đây. Từ từ thôi, thì nó thằng trước ngày hôm trước nó rồi là ngày sau thử là nó có xuống dần dần. Nhưng mà bây giờ mình cứ coi thế này, cái coi mà cái số mà cái người nó bị nhiễm, với lại còn chừng một tuần nữa thì giờ mình coi cái số người chết càng ngày nó càng sẽ giảm đi, thì tôi nghĩ đó, Việt Nam mình kỳ này đó là trong trong vòng 2 tháng mình chết khoảng chừng hơn 3.000 người, như vậy là nhiều á, rất nhiều, chứ không phải đặc biệt là trong ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì nó mà cái thành phố mà tôi biết là cái những cái nguồn lây nhiễm, cái nguồn gây đó lây nhiễm là nó từ về từ hai nơi, một đó từ Hoa Kỳ về, tại Hoa Kỳ mình họ nhiễm nhiều lắm. Đúng rồi, anh biết mà, trời ơi, tới bây giờ mà vẫn còn nhiễm, họ không chịu nhiễm chết. Nhiều lắm, bây giờ 1 triệu người nhiễm rồi đó. Thì đó thì mấy người Việt Nam, anh biết hồi đó Việt Nam mình họ cũng du học sinh bên này nè, du lịch bên này nè, những người dân của họ, kiều bào của họ phải di chuyển về, họ phải mang về Việt Nam thì họ cũng bảo vệ trên đường, thì về Việt Nam thì mình cách ly 2 tuần, nhưng mà rồi nó không có phá ra, nhưng mà nó vẫn còn nằm ở đó. Ừ. Sau 2 tuần 3 tuần bắt đầu nó bung ra, thì nó lại khái nó đẻ ra thì nó đẻ ra con này con kia. Thôi thôi, tôi hiểu rồi đó. Nhưng mà thì... nhưng mà mình Việt Nam, tôi nói câu này, nhưng mà tôi nhìn là tôi biết được cái cách chuyện đến bây giờ sâu ra đến bây giờ rồi, là tại vì cái chuyện này không phải nó chỉ xảy ra đến riêng cho Việt Nam, mà nó xảy ra cho tất cả mọi người, thì thế đó mình mới được so sánh. Chứ còn bây giờ mà mình cứ có một mình thì mình sao mà nói được, nhưng mà tại vì nó xảy ra đều. Thì thực ra mình nhìn thấy có một điều mình nói, Việt Nam mình thứ nhất là kiểm soát dịch, và thứ hai là đối đầu với dịch Covid cái này rất là hay. Đặc biệt là khi mà ông Phạm Nhật Vượng ông nhập về 500.000 liều Remdesivir để giãn giữ lấy cái sinh mệnh của những người bị nhiễm ở Việt Nam mình trước chưa có nhiều. Thì đến bây giờ này là chữa bệnh thằng ai bị Covid đó là Remdesivir là coi như tốt nhất. Trong đó, trong khi đó Việt Nam mình lại thêm nhập sản xuất ra một cái thằng gì đó Vedapia đấy, tức là thuốc phòng bệnh của Việt Nam. Đúng đấy, của Việt Nam. Thấy thì nó có thêm vốn chút Việt Nam mình đó. Cái gì có, cái gì dùng, ai mua được cái gì mua, còn bao giờ mình cũng cố gắng cái này. Bao giờ mình cố gắng góp phần của mình vào trong đó, chứ không phải là mình ngồi đó mình dặn chân dặn tay đó rồi mình ai cho cái gì mình xài cái đó. Mình có dùng nó, mình có dùng của nó rồi mình phải cố gắng để tạo ra. Thì Mỹ, Ấn Độ nó có Remdesivir, tên Remdesivir là tên Ấn Độ mà, thuốc Ấn Độ đấy, nó ông Trump muốn đó. Thì bây giờ Việt Nam làm cái gì là Vepsilia, nó như thế nào, nhưng mà đại khái là có cái sự góp sức trong nó. Mình ngừng ở đây, mình rất là kính trọng Việt Nam về trong vấn đề này. Thôi mình ngừng rồi. Ngừng đây rồi. Thì cảm ơn anh đã lên diễn đàn để mà chia sẻ những cái thông tin đó. Mà thôi thì thay anh nói như vậy thì tôi nghĩ là chỉ có một số người thiển cận và nhỏ lắm, mình không quan tâm. Đúng rồi. Thì nhiều khi tôi coi tôi cũng thấy tôi bực mình và tôi cảm thấy tôi xót. Nhưng mà hiểu. Với lời đó thì thôi mình coi như là không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì đấy là cái chuyện đó nó không quan trọng. Bởi vì giống như anh nói, ở Việt Nam mình hiện giờ thì hầu như là cả một ngân hàng về vaccine. Đủ loại, đủ nước. Đủ. Thế vì đó, ok, cảm ơn rất nhiều. Để kêu con. Ok, mình còn nghe. Ok, mình còn nghe. Ok. Anh kêu lên tôi mới rồi. Nghe. Cảm ơn anh. Anh ngồi dưới nghe nha. Ok, mình nghe. Mình coi, mình ngồi đi. Ok.